giới thiệu với cả nhà, đây là cây nghệ nhân. Cô Lơ gọi là cây nữ người. Cây này chuyên trị những bệnh liên quan đến tim. Thì bên mình là cung cấp một cây giống các bạn nhé. Cây giống ở trong bầu ươm. Cây lưỡi nhân, nơi gọi là cây lưỡi người. Cây này rất là dễ trồng, dễ sống. Để thử sử dụng thì các bạn thì thường dùng cái lá này hấp với tim, hấp với tim nữa để ăn nhé. Chung là khá là hiệu quả các bạn ạ. Phần cây lưỡi nhân ở địa chỉ vườn thì ở ngách 68/45 ngõ 68 đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, Hà Nội. Các bạn có thể qua trực tiếp vườn để đặt